Xin chào, Âu Việt và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình TV Shopping trên kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Khi trẻ bị thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết thì sẽ có thể bị thấp bé, nhẹ cân, suy giảm hệ miễn dịch, sức đề kháng và ảnh hưởng tới sự phát triển của não bộ. Và một trong những phương pháp đang được rất nhiều các bậc cha mẹ ưu tiên áp dụng nhất đó chính là bổ sung dinh dưỡng cho con nhờ sữa bột, đặc biệt là sữa Tamilus Australia của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Daily Milk đang được trưng bày tại trường quay của TV Shopping ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, sữa Tamilus được sản xuất bởi Eon Nutrition, đối tác chiến lược của Miwi Australia và được các chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu điều tra dịch tễ học ở người Việt Nam. Do đó mà sữa có hương vị, nguồn dưỡng chất rất phù hợp với sự phát triển của trẻ em Việt. Sữa bột công thức Úc Tamilus Australia mang đến nguồn dinh dưỡng tối ưu, giúp các bé phát triển toàn diện về trí não, chiều cao và cân nặng. Vì vậy, thời gian vừa qua đã được rất nhiều các bà mẹ ở Việt Nam tin dùng. Quý vị biết không ạ, trong mỗi lon sữa bột như thế này thì có chứa tới 25 loại vitamin khoáng chất cùng với nhiều dưỡng chất khác nữa ạ. Đầu tiên phải kể đến đó chính là Tamilus Australia Infant số 1 dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi. Sản phẩm có chứa các thành phần như là nucleotid, DHA, taurine và choline giúp trẻ tăng cường sức đề kháng, ăn ngon miệng và cải thiện vấn đề về táo bón nữa. Còn đây là Tamilus Australia Pedia số 2 cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi, được xem là giải pháp hiệu quả dành cho trẻ biếng ăn, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa nhờ có thêm thành phần L-carnitine. Và sản phẩm Tamilus Australia IQ Grow số 3 dành cho những trẻ từ trên 1 tuổi sẽ có thêm những loại chất xơ tự nhiên như GOS, FOS, inulin. Vâng, đặc biệt là cả 3 sản phẩm thì đều có chứa 2SLHMO giúp tăng cường hệ tiêu hóa và khả năng miễn dịch của trẻ, chống lại các vi khuẩn gây bệnh. Hơn hết, các sản phẩm sữa của Tamilus đều được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng nên các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như độ an toàn ạ. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần duy trì cho con uống 2 ly sữa thôi là các bé đã được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết rồi đã. Vâng, ngoài 3 sản phẩm trên thì quý vị khán giả cũng có thể tham khảo thêm sản phẩm sữa bột pha IQ Grow dành cho những trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Dưới dạng pha sẵn như thế này thì rất tiện lợi và giúp cho việc chăm sóc con của các bậc cha mẹ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và còn có sản phẩm sữa Tamilus Mum dành cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú, chứa thành phần của óc chó giúp bé phát triển toàn diện khi trong bụng mẹ. Và sản phẩm này thì có vị hoa quả rất là dễ uống nên sẽ hạn chế được tình trạng buồn nôn khi mẹ nghén. Vâng ạ, những năm đầu đời được xem là giai đoạn vàng để trẻ phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ. Do đó, việc đầu tư chăm sóc cho con trẻ bằng một chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý đến từ sữa bột trong giai đoạn này là điều vô cùng cần thiết quý vị nhé. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay tới số hotline 0909 851 888 hoặc website tamilus.com để được tư vấn và lựa chọn nhiều sản phẩm sữa khác nhau đến từ thương hiệu sữa Tamilus Australia quý vị nhé. Rất tiếc khi mà đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.